Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và đây là Oppo Reno. Hôm trước thì mình đã có những video kiểu là trên tay chia sẻ nhanh và cũng như là video thử thách một ngày với Oppo Reno để xem rằng là cái thời gian sử dụng pin của nó như thế nào, có đáp ứng được cái nhu cầu của mình hay không. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết chiếc Oppo Reno sau hơn một tuần mình đã sử dụng nó để xem rằng là một tuần qua thì mình đã có những trải nghiệm là như thế nào trên chiếc máy này nhá. Đầu tiên chia sẻ về cái tiêu chí lựa chọn smartphone của mình đi. Không biết là tiêu chí của bạn như thế nào, nhưng khi mình lựa chọn một chiếc smartphone thì thứ nhất nó phải có thương hiệu, và thứ hai nó phải tạo ra được một sự độc đáo và nó khác biệt so với hầu hết những chiếc smartphone khác đang có mặt trên thị trường. Ví dụ như lựa chọn chiếc iPhone thì quá đúng rồi, lựa chọn máy có thương hiệu, nhưng mà cái chiếc máy đấy bây giờ thì cái thiết kế nó lại hao hao quá nhiều máy làm giống, thì bây giờ mình sẽ phải chuyển sang một chiếc máy khác có một cái thiết kế nó độc lạ và cũng như nó tạo ra được sự khác biệt khi mà mình sử dụng nó so với những chiếc máy khác. Thì Oppo Reno rõ ràng nó tạo ra được sự khác biệt như vậy. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà những chiếc máy smartphone bây giờ trên thị trường dường như là nó sẽ có những cụm camera kiểu là kép đặt dọc sau nó nổi lên, hay là kép nằm ngang, hay là cụm ba camera nằm ngang, thì với Oppo Reno chúng ta đã có cụm hai camera nhưng nó lại được nằm phẳng hoàn toàn so với cái phần mặt lưng như thế này. Thì điều này đồng nghĩa với việc khi mà các bạn có cầm nắm lên thì các bạn sẽ có một cái cảm giác nó thoải mái hơn ở cái phần lòng bàn tay khi chúng ta có vuốt qua vuốt lại. Và cái thứ hai nữa, nó cũng giải quyết được một vấn đề, đấy là chúng ta sẽ không lo quá nhiều đến việc bị chảy xước camera. Nếu như gần đây các bạn đã thấy chiếc LG G8 cũng như LG V50 cũng có cái mặt lưng phẳng như này và mặt kính camera không nổi lên, thì cái chiếc Oppo Reno này nó lại còn làm tốt hơn ở một điểm, đấy là ở cái chấm nhỏ như thế này. Nếu như các bạn để ý vào đây, nó giống như kiểu là một cái chấm nhỏ tạo điểm nhấn thôi, nhưng khi các bạn sử dụng thì các bạn mới thấy rằng cái chấm nhỏ này nó lợi hại đến như thế nào. Thứ nhất, nếu như các bạn đặt cái mặt lưng xuống thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách đủ hở để cho cái phần mặt kính camera này nó không bị tiếp xúc trực tiếp với cái bề mặt của các bạn đặt lên, từ đó thì cái phần kính camera chúng ta sẽ không lo đến việc là nó bị chảy xước trong quá trình sử dụng. Cái thứ hai đấy là nó cũng sẽ giúp cho cái mặt lưng này tránh được cái sự chảy xước luôn. Mình đầu tiên thì mình không tin, nhưng mà hôm đấy đi cà phê với Tony Phùng thì Tony bảo là mày xài Reno mày xài ốp lưng làm gì, cái mặt lưng này nó có cái chấm này đằng sau thì mày dùng đâu, ảnh hưởng gì đâu. Thì mình đã tháo thử và hơn một tuần qua thì mình đã thấy rằng là cái mặt lưng của mình không hề xuất hiện bất kỳ một vết chảy xước nào. Thì đây là cái điểm mình đánh giá rất cao trên phần thiết kế của chiếc Oppo Reno. Với cái chấm này, nếu như các bạn nhìn sâu vào bên trong thì các bạn sẽ thấy nó giống như kiểu là một cái lăng kính để giúp cho các bạn, ví dụ các bạn không muốn selfie bằng camera trước thì các bạn cũng có thể sử dụng chính cái lăng kính này để soi gương vào căn góc, sau đó sử dụng chính cái cụm camera sau để có thể selfie với một chất lượng là cao hơn. Thế nên mình sẽ dành một điểm khen cho cái phần thiết kế của chiếc Oppo Reno này. Còn cái phần mặt lưng bo cong thì không nói làm gì rồi, bởi vì là xu hướng của những chiếc smartphone gần đây đều phải làm bo cong để giúp cho người dùng có cảm giác cầm nắm là tốt hơn, không thể nào mà chiếc máy này không đi theo được. Còn về trải nghiệm màn hình chiếc Oppo Reno thì mình cũng sẽ đánh giá đây là một trong những chiếc điện thoại có cái chất lượng hiển thị trong khúc tầm giá 13 triệu là tốt. Bởi vì thứ nhất, nó được sử dụng một tấm nền cao cấp là AMOLED thay vì là sử dụng những cái tấm nền kiểu IPS các thứ, nên là màu sắc hay là độ tương phản cũng như độ sáng nó đều mang lại chúng ta là rất ngon. Cái thứ hai đấy là với màn hình này thì bạn cũng sẽ có một trải nghiệm nó là toàn cảnh, không có bất kỳ khuyết tật gì, không có lỗ, không có tai thỏ, không có gì hết như ban đầu mình đã chia sẻ rồi. Chủ yếu là cái phần cằm bên dưới này nó vẫn sẽ hơi dày so với phần bên trên, nên nó chưa tạo ra được một cái sự cân đối. Giá như mà Oppo mang cái phần trên này nó dày hơn một tí, hoặc là có thể tiêu giản cái phần bên dưới cho nó mỏng hơn một tí nữa, thì từ đó chúng ta sẽ có một cái nhìn nó là cân đối và nó đẹp, nó hoàn hảo hơn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì như thế này đã ổn rồi. 13 triệu chúng ta có màn hình toàn cảnh panoramic và một tấm nền xịn sò cao cấp, và cũng như chúng ta cũng sẽ có luôn cái công nghệ vân tay bên dưới màn hình. Một công nghệ khá là xịn sò ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà rất tiếc thì cái vân tay này nó vẫn sẽ chỉ là vân tay quang học, mặc dù là nó đã nhanh hơn những sản phẩm kiểu là A70, A50, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là dùng bảo mật khuôn mặt sướng hơn. Bởi vì là đấy, các bạn sẽ thấy đôi khi thì mình đặt nhanh quá thì nó cũng không nhận, hoặc là trong cái trường hợp mà mình tắt màn hình đi mà đặt vào sớm quá thì nó cũng sẽ không nhận, mà chúng ta sẽ phải chờ đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 giây khi mà nó xoáy cái vân tay lên, các bạn đặt vào thì nó mới nhận. Thì khi đó thì vân tay chúng ta đặt vào khoảng tầm đâu đó nửa giây hoặc là 0,4 giây gì đấy, theo cái suy nghĩ của mình mà thôi. Nhưng nói chung rằng là tốt nhất các bạn sử dụng bằng một khuôn mặt đi, vì khi đó camera thao thủ lên thì nó hay ho hơn. Và nói chung ở cái phần màn hình của chiếc Oppo Reno mình cũng sẽ không có điểm gì để chê trách cả, mà mình cũng sẽ dành điểm khen nữa cho màn hình của chiếc máy này. Còn về độ phân giải màn hình thì nói chung là với những chiếc smartphone tầm trung ở khúc từ 15 triệu đổ xuống cho máy chính hãng thì chúng ta cũng sẽ chỉ có mắc đấy là Full HD Plus mà thôi. Thế nên là các bạn cũng sẽ không cần phải đắn đo liệu rằng là chọn máy nào có 2K chính hãng ở trong tầm giá này, nó là không có. Cái tiếp theo đấy là về hiệu năng.
Thì chiếc máy này chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 710, chúng ta có 6GB và 128GB ở trong. Ở đây thì mình cũng đã chấm thử điểm AnTuTu đến cho các bạn, thì mình sẽ có là 154.928 điểm. Trong đó thì CPU là 59.000 và điểm GPU là 48.765. Với những tựa game nhẹ nhẹ kiểu Linkon Mobile thì có lẽ là mình không cần đưa vào bài test này. Còn với tựa game PUBG Mobile thì mình đã chơi khá nhiều và những cái trải nghiệm của mình trên nó là ổn. Mình đã sử dụng phần mềm đấy là GameBand để đo FPS trực tiếp trên chiếc máy này trong quá trình mình chơi. Thì với mức setting hình ảnh đấy là mượt và FPS đấy là cực cao thì mình có thể chơi ổn định ở mức 40fps từ đầu cho tới cuối game, nhưng nó sẽ chỉ đáp ứng tốt ở hai game đầu mà thôi. Đến game thứ ba thì FPS nó đã có hiện tượng bị tụt và nó sẽ nằm đứng ở 32fps, nhưng sẽ có một điểm nữa đấy là nó sẽ không tụt xuống sâu hơn mức 32fps, và đó là cái mức mà mình cảm thấy là chấp nhận được. Có lẽ chúng ta cũng sẽ không thể nào mà đòi hỏi được cao hơn, bởi vì dẫu sao đi nữa đây cũng sẽ chỉ là một con chip tầm trung mà thôi. Và đồ họa khi mà nếu như các bạn muốn chơi ở cái mức cao nhất thì các bạn có thể mở nó lên được ở mức HD và chúng ta sẽ có cái đồ họa là cao chứ không mở lên được HDR. Với mức HDR thì sẽ phải có những con chip kiểu Snapdragon 835 thì mới có thể mở lên được. Nhưng mà tổng quan lại với hiệu năng như vậy thì nó cũng đã đủ để các bạn có thể là chiến những cái tựa game đang có trên thị trường hiện nay rồi. Nó không phải là tất cả tựa game mà nó sẽ là hầu hết những tựa game đang có trên CH Play. Một vấn đề nữa mà có lẽ các bạn quan tâm đấy là về thời lượng pin của chiếc máy này, thì trước đấy mình cũng đã có một video một ngày đi ra ngoài cùng với chiếc Oppo Reno này. Thì khi mà mình đi ra ngoài và buổi tối mình đi về cả đi ăn uống các thứ rồi thì cái dung lượng pin còn lại của mình vẫn còn khoảng tầm là 20%, thì đấy cũng là một cái thời gian sử dụng pin mình thấy nó là ổn. Nó không gọi là quá thoải mái để các bạn sử dụng nhưng nó cũng sẽ không hề yếu. Một cái nữa đấy là về chất lượng hình ảnh khi mà chúng ta chụp ra từ cụm camera 48MP của chiếc Oppo Reno. Thì với cái chiếc Oppo Reno này so sánh với Oppo Reno 10X thì ngoài con chip ra thì nó sẽ kém hơn một chút về phần camera, khi mà chúng ta sẽ không có camera góc rộng mà nó sẽ chỉ có camera 48MP cùng với camera đo độ sâu hình ảnh là 50MP mà thôi. Và những bức ảnh chụp ra từ chiếc máy này thì mình có thể đánh giá là nó tốt, bởi vì các bạn có thể thấy thông qua một số bức ảnh mà mình đã có ở đây. Thì với bức ảnh đầu tiên, đây là bức ảnh khi mà mình ngồi chờ trời tạnh mưa thì mình bắt đầu đi, thì mình có giơ cái chiếc máy này lên và mình chụp. Thì khi mà mình zoom lên, cái chi tiết ở cái biển cấm đi ngược chiều nó mang lại là rất tốt. Dẫu biết là nó cũng sẽ bị vỡ, bị bẻ mà thôi, bởi vì đây không phải là camera zoom tele, nhưng mà giữ lại được một cái độ chi tiết như thế này cho một chiếc máy đến từ Oppo, nó đã là một điểm đáng khen rồi. Cái bức ảnh thứ hai đấy là khi mình đứng chờ đèn đỏ thì mình đã có giơ máy lên và mình chụp. Thì các bạn có thể thấy rằng là HDR cũng như là AI của máy đã làm quá tốt để khi mà vùng trời ở đằng sau vẫn có thể giữ lại được độ lồi khối của những đám mây, trong khi đó thì tòa nhà lại không bị tối. Và cũng như là màu sắc áo của người đi đường ở đây thì các bạn thấy nó lên cực kỳ là tươi. Tiếp theo đấy là khi mình chụp ở điều kiện thiếu sáng. Đây là một bức ảnh khi mà mình vừa đi đường mình vừa chụp, thì các bạn sẽ thấy rằng là bởi vì mình đang vừa đi vừa chụp nên là mặt đường bên dưới nó đã có hiện tượng kéo vệt, nhưng mà những người đang di chuyển bên trên, đặc biệt là với cái anh đi gần gần như mình này, thì chúng ta vẫn có thể nhìn rõ được biển số là một này, màu áo và cũng như là cái đường nét trên người không hề có hiện tượng kéo vệt, và một cái chú xa xa kia đang chở con gái đi học hay gì đó thì chúng ta vẫn có thể nhìn rõ không hề có hiện tượng kéo vệt. Và như vậy các bạn có thể thấy rằng là mặc dù chụp trong điều kiện thiếu sáng nhưng mà tốc độ bắt nét và cũng như tốc độ chụp của Oppo Reno mang lại vẫn là rất ấn tượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua một bức ảnh khi mà mình chụp chân dung trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Đây là một quán trà sữa mà mình mới ngồi gần đây thôi. Thì các bạn có thể thấy rằng là mặc dù ánh sáng không được đầy đủ nhưng mà camera của Oppo Reno vẫn có thể tách được chủ thể một cách rất rõ ràng. Những cái chi tiết của vùng tóc không hề bị ăn lẹm và đằng sau xóa phông vẫn rất là mềm mại. Nhưng bóng đèn đằng sau vẫn được giả làm hiệu ứng bokeh, và đây cũng sẽ là một điểm đáng khen cho chiếc Oppo Reno khi mà chúng ta chụp ảnh xóa phông trong điều kiện ánh sáng phức tạp và cũng như gọi là thiếu sáng một chút đi. Bởi vì là ánh sáng trong đó thì lúc đấy nó cũng sẽ chỉ gọi là hơi lờ mờ chút thôi, nó không sáng hẳn mà nó cũng sẽ không tối hẳn. Nhưng mà các bạn cũng sẽ phải lưu ý một điều đấy là khi mà các bạn muốn chụp hình xóa phông trong điều kiện thiếu sáng thì tất nhiên chủ thể cũng sẽ phải ngồi yên một vị trí để các bạn có thể dễ dàng chụp hơn. Nếu như chủ thể chỉ cần ngọ ngoại một tí thì các bạn sẽ thấy này, bên này này, ten ten, cái tay bị mờ ngay lập tức. Và ở đây thì các bạn có thể xem thêm một số bức ảnh mà mình chụp ra từ camera của chiếc Oppo Reno. Mình sẽ không có bất kỳ điểm nào chê ở cái camera của chiếc máy này cả. Còn không biết các bạn thấy sao về camera của chiếc máy này thì comment để lại phía bên dưới nhé. Tóm gọn lại với chiếc Oppo Reno thì cá nhân mình nhận thấy đây là một chiếc smartphone nó khá là hoàn hảo ở những mặt thiết kế màn hình, camera và cũng như chúng ta sẽ có một hiệu năng vừa đủ để dùng. Nhưng trong khi đó thì mức giá vẫn có nhiều người cho rằng là nó hơi cao, bản thân mình thấy nó cũng như vậy. Mong rằng là trong thời gian sắp tới khi mà những chiếc Oppo Reno này
này được bán ra chính thức thì những đại lý và cũng như là Oppo cũng sẽ có những chương trình kiểu flash sale để chiếc máy này sẽ có một giá tốt hơn, mọi người sẽ tiếp cận nó một cách dễ dàng hơn. Và trên đấy là video mình đánh giá chi tiết chiếc Oppo Reno sau hơn một tuần mà mình sử dụng nó. Các bạn thấy sao về chiếc máy này và cũng như là các bạn có thích nó hay không? Xin mời comment để lại ý kiến cá nhân các bạn ở phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy brick đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.